chào tất cả các bạn, mình là Hoài Nam, mình là nhân viên tư vấn bán hàng ở bên 3146 Phạm Thế Hiển và 69 Trần Thiện Nghị, Gò Vấp. Thì bên mình mới về một cái model mới, đó là cây Cordoba T4 xe. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng guitar này, đó là guitar Luxus nhân bản Cordoba. Thì đây là cây Cordoba T4 xe. Đây các bạn nhìn thấy, ở đây cái cây đàn này, bạn nhìn ra bên ngoài này, cái mẫu nó màu đó là dạng màu đen ám dầu, ở trong là màu đỏ. Hay, mặt lưng mặt hông á là rất là đẹp các bạn. Ha. Thêm một cái đặc biệt ở cái cây này á là nó rất là nhỏ gọn, ta ôm chúng ta đứng hoặc chúng ta ngồi gì chúng ta cũng vẫn rất ok. Đấy. Và thêm một phần á, cái đặc thù của cái này á, của Cordoba nó sẽ không bao giờ ghi cái chữ Cordoba, giờ nó sẽ hiện thị cái ba chấm này nè. Của Cordoba. Đấy, đây là dòng Classic trung cấp của thằng Cordoba. Và cái phần quan trọng, mà cái phần mà mình thấy một cái rất là tốt ở cái Cordoba C4 này đó là cái bích cúp. Các bạn nhìn ở bên ngoài đây, tất cả mọi thứ là sẽ không có cái cúp nằm bên ngoài. Đấy, Cordoba đã giấu ở trong thùng rồi các bạn. Đây các bạn có thể nhìn, đây là cái bích cúp của Cordoba, đây là cái bích cúp của Fitman nha các bạn. Đấy, nó có hai hiệu chỉnh, một cái hiệu chỉnh volume và một cái hiệu chỉnh chép. Đấy, còn trên đầu cần thì các bạn có thể nhìn thấy đây, đầu cần nhìn rất là đẹp, màu vàng, giống như mình mạ vàng á, thật ra không phải màu vàng đâu, cái này người ta mạ lên cho nó màu vàng cho nó đẹp thôi. Đấy. Thì bây giờ tới phần tiếp theo mình sẽ test âm thanh của thằng này cho các bạn nghe nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành test âm thanh cho các bạn nghe. Mình sẽ test cái phần cơ bản thôi, còn phần nâng cao thì mời các bạn tới cái showroom của Tứ Nguyễn Music 3146 Phạm Thế Hiển hoặc là 69 Trần Thiện Nghị Việt Thanh, thì các bạn có thể trải nghiệm cái T4 tốt hơn. Thì đó là mình đã test âm thanh cho các bạn nghe thử trên cây T4 xe. Đây là dòng mới nhập về nha các bạn, nên là ở trên thị trường tạm thời ở Việt Nam thì chỉ có dòng này là dòng cao cấp nhất. Mà còn cái dòng nữa là dòng C5 xe thì mình sẽ review ở clip. Bên mình đang có chương trình khuyến mãi, nếu các bạn đặt online qua web thì các bạn sẽ được áp dụng chương trình khuyến mãi đó. Còn cách thứ hai đó là các bạn có thể comment dưới cái video clip này và các bạn chụp màn hình lại cái comment của bạn, các bạn gửi qua Facebook của Tứ Nguyễn Music hoặc Nguyễn Lan Music. Thì mình sẽ để cái link của sản phẩm này ở dưới để cho các bạn có thể tham khảo. Bạn có thể mua sản phẩm này bằng cách làm trả góp với cái thẻ tín dụng. Thì bên mình đang có chương trình trả góp nha các bạn, nên các bạn cứ an tâm, các bạn cứ thoải mái đầu tư đi. Thì bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn tất cả hết. Thì cảm ơn các bạn đã xem video clip của Hoài Nam và chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt các bạn.